Sáng ngày 11 tháng 1, đội quản lý thị trường quận Tân Phú, chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của một công ty trên đường Lương Thế Vinh, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, phát hiện các công nhân đang đóng gói 20.964 đèn LED có xuất xứ từ Trung Quốc và chuẩn bị đi giao hàng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số đèn LED nói trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Đội quản lý thị trường đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ lô hàng nói trên để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 6 tháng 1, quản lý thị trường quận Tân Phú cũng phát hiện hàng chục ngàn bóng đèn LED nhập lậu trên địa bàn với trị giá hơn 5 tỷ đồng.